Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những điều mờ ám quanh chuyến đi Nhật của ông Phạm Nhật Vượng. Cho tới nay, hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đi nước ngoài cũng chỉ là một tấm ảnh do báo chí của nhà nước đồng loạt cung cấp. Và chuyến đi này cũng được báo chí chú thích là đi Nhật. Tuy nhiên, công ty đối tác với VinFast lại làm công ty rất lớn của Trung Quốc. Đây là hình ảnh công ty Cat Air là công ty của Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Amprex Đường Đại, viết tắt là Cat Air, là nhà sản xuất pin và công nghệ cao của Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 2011, chuyên sản xuất pin cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, cũng như hệ thống quản lý pin. Công ty này là nhà sản xuất pin lithium cho xe điện lớn nhất trên thế giới, có trụ sở chính tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Công ty này có các nhà máy sản xuất tại Ninh Đức, Phúc Kiến, Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Liang, tỉnh Jiangsu và Tứ Xuyên, cũng như Quảng Đông. Được biết, công ty này cũng là có một nhà máy ở nước ngoài đặt tại Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Bốn trung tâm của công ty chính của nó đặt trụ sở tại Ninh Đức, Phúc Kiến, Liang, Jiangsu, Thượng Hải và Munich của Đức. Nếu Cat Air ký kết với VinFast thì hoặc là ký tại Trung Quốc hoặc ký tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông Vượng lại đến Osaka, Nhật Bản để ký với công ty này. Đây là có một điều vô cùng khó hiểu, thậm chí nó ẩn chứa những lẩn khuất phía sau. Hiện nay, công ty Vingroup là công ty tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Sự chao đảo của doanh nghiệp này sẽ gây trên sóng gió trên thị trường chứng khoán và thậm chí gây chao đảo cả nền kinh tế của Việt Nam. Tin đồn liên quan đến cá nhân ông Phạm Nhật Vượng sẽ có tác động tiêu cực rất lớn vào nền kinh tế. Đấy là điều mà nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết. Tin tức bất lợi trong Phạm Nhật Vượng sẽ làm cho ông Phạm Minh Chính vất vả chống đỡ. Đó cũng là lý do cứ mỗi lần tin đồn về ông Vượng bùng lên thì Bộ Công an lại phải lên tiếng để trấn an. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể cho Vingroup sập được, nhưng cũng không cho ông Phạm Nhật Vượng mang tiền ra nước ngoài. Bởi ông Vượng mang tiền đi dễ dàng thì ông đã tẩu tán tài sản cũng rất dễ. Trong tình hình hiện nay, Đảng Cộng sản luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe tài chính của Vingroup, đặc biệt là VinFast và Vinhomes. Đây là hình ảnh, bức ảnh duy nhất mà ban tuyên giáo cho công bố khắp các trang báo ở trong nước. VinFast hiện nay chưa huy động được vốn để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ như họ đã từng công bố, mà Đảng thì không cho ông Vượng mang tiền ra nước ngoài. Vinhomes thì đang tồn kho lượng hàng rất lớn, mảng kinh doanh chính thì đang đi xuống, mảng kinh doanh mới thì vẫn đang ở giai đoạn đốt tiền. Đó là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lo ngại. Nếu Vin ăn nên làm ra, nó sẽ thúc đẩy kinh tế, còn nó làm ăn bết bát thì sẽ đè thêm gánh nặng cho vào nền kinh tế vốn đã ọp ẹp trong nước. Vingroup đang trong thời kỳ bị giám sát, bóng Vượng lại xuất hiện ở nước ngoài. Việc này tưởng như là giải quyết được mối nghi ngờ, nhưng với cách đưa tin ít ỏi như báo chí Việt Nam vẫn đang làm, người dân lại càng nghi ngờ nó hơn. Chỉ có một tấm ảnh thì người ta không biết dựa vào đâu để kiểm chứng, đó là Osaka, Nhật Bản. Điều đáng nói là VinFast ký hợp đồng đối tác với Trung Quốc lại chọn Osaka, Nhật Bản để ký. Điều này làm cho người dân càng thêm nghi ngờ hơn. Họ nghi ngờ là có cái lý của họ, bởi báo chí đã mở ám địa điểm ông Vượng đi ra nước ngoài, và bản thân tập đoàn này khi ký kết có ông Phạm Nhật Vượng cũng không hề tung các video cũng như hình ảnh kèm theo khác. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng có đi Nhật hay không thì vẫn đang còn mà là câu hỏi rất lớn. Thậm chí có người còn cho rằng ông Vượng hoàn toàn có thể ký kết với Cat Air tại Việt Nam, sau đó cung cấp hình ảnh cho ban tuyên giáo, và từ đó ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí đường tin. Không biết có thật ông Vượng ra nước ngoài hay không. Nếu ông Vượng sang Nhật thì tại sao không cung cấp tấm hình ông Vượng xuống sân bay tại Nhật Bản hoặc ông ở khách sạn nào đó tại Nhật thì dân đã không nghi ngờ, cũng như các hình ảnh khác ông gặp gỡ các quan chức trước khi ký kết ở đây. Đằng này đây chỉ là một tấm ảnh không có căn cứ nào để biết nó ở đâu cả. Nhiều người thậm chí còn cho rằng ban tuyên giáo đã lấy xăng để chữa lửa khi tung ra những thông tin mà người dân thấy có quá nhiều điểm không hợp lý. Vẫn chưa hề sáng tỏ, quanh ông Phạm Nhật Vượng đầy bí ẩn, y nguyên như lời đồn.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Phương Hằng mua tự do chục tỷ hay Phan Văn Mãi đang làm tiền. Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, cùng là một nữ đại gia sở hữu Rolls Royce Phantom, tức là chiếc xe bóng ma. Hiện nay bà cũng đang ngồi tù như nhiều đại gia sở hữu các chiếc xe bóng ma khác. Bà Hằng từng đổi chiếc xe bóng ma màu đen của bà sang màu đỏ cho hợp phong thủy. Tuy nhiên hậu vận của bà vẫn là tù tội. Không biết ông thầy phong thủy nào tư vấn cho bà mà lại xui xẻo đến như thế. Đây là hình ảnh chiếc xe bóng ma Rolls Royce của bà Hằng được đổi sang màu đỏ cho hợp phong thủy. Có thể nói bà Hằng ngồi tù không vì lý do kinh tế như các đại gia sở hữu xe bóng ma khác, mà bây giờ bà bị trả thù bởi bà dám nói thẳng. Bà dám phang cả ông đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Ông Mãi cho bắt ngay khi bà Hằng livestream nhắc đến tên ông. Mục đích là bịt miệng bà, bởi nơi bà Hằng livestream là tại Bình Dương, thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của công an, tòa án tỉnh Bình Dương, chứ không thuộc trách nhiệm của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Có một nhà bất đồng chính kiến cho Thời báo chấm đê biết rằng người cộng sản họ phải bắt người để có vốn liếng mà ngã giá. Nếu không bắt thì họ lấy gì để ra giá với các nước trên thế giới, cũng như các công việc khác mà đảng thường vẫn hay rêu rào. Việc bắt bớ các tù nhân lương tâm từ xưa đến nay là để ngã giá với phương Tây trong các thỏa thuận kinh tế. Họ bắt người phía nước ngoài ra điều kiện nhân quyền thì họ thả người để đạt được mục đích. Vậy nên ông Tô Lâm cứ lục tìm ai mà chính quyền cho là phản động là bắt nhốt. Cũng chiêu bài ấy, ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng để rồi ngã giá với bà Hằng. Hiện nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra bà Hằng 7 tháng nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội bà. Đã gia hạn tạm giam hết lần này đến lần khác cũng không thể có bằng chứng thuyết phục. Với bà Hằng, bà có đủ tiền để thuê luật sư giỏi để bảo vệ nên việc ép cung hay phép tội bà vô cớ không hề dễ dàng như những người khác, cho nên giờ thì cần phải thả. Mặc dù vậy, chính quyền này đã bắt là phải ghép cho bằng được tội thì mới chữa thẹn cho được. Chứ họ cũng chẳng bao giờ chịu nhận tự mình đã sai. Đây là hình ảnh bà Hằng đã mua tự do bằng 10 tỷ đồng. Với người cộng sản thì quyền lực tạo ra luật nên Việt Nam mới có từ là làm luật. Làm luật tức là công an tự tạo ra luật chơi, tất cả người dân đều phải tuân theo. Ví dụ như cảnh sát giao thông chặn đường mãi lộ cánh tài xế thì người ta gọi điều đó là làm luật. Tương tự như vậy, có người cũng cho rằng ông Phan Văn Mãi cũng đang làm luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng với giá 10 tỷ. Mặc dù không có đủ bằng chứng để buộc tội, nhưng gia đình bà Nguyễn Phương Hằng phải nộp tiền để bà tọa ngoại. Cũng theo báo chí cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng vì chính quyền tìm mãi không ra cớ, và ông Nguyễn Quang Thuấn, 30 tuổi, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, cũng phải vừa gửi thư đơn đến công an và viện kiểm sát xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lãnh mẹ ruột là bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại. Số tiền này đối với mọi người dân có mức sống kha khá là cả gia tài, nhưng đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì không lớn. Vì thế, để mua tự do cho bà Nguyễn Phương Hằng thì phía gia đình bà không ngần ngại chi ra. Với gia đình bà Hằng thì tự do quý hơn 10 tỷ, còn phía chính quyền địa phương thì có 10 tỷ xem như bà Hằng cũng có tội, dù tội đó không đáng bị giam, xem như 10 tỷ là đường thoát cho hai phía. Phía bà Hằng thì có tự do, phía ông Phan Văn Mãi tránh được tiếng hồ đồ bắt người để trả thù. Đây là hình ảnh với quyền bính trong tay, ông Phan Văn Mãi đang làm chủ cuộc chơi với thường dân Nguyễn Phương Hằng. Thực ra phía chủ động là phía chính quyền, họ có bà Hằng để ngã giá với gia đình ông Huỳnh Uy Dũng. Gia đình dù họ biết họ thiệt thòi thì họ cũng không thể tố được, vì quyền bính nằm trong tay ông Phan Văn Mãi. Làm quan chức ở chính quyền ở Việt Nam là như vậy. Họ dùng luật pháp như công cụ làm lợi cho họ, chứ họ không đứng dưới luật pháp như thường dân khác. Có quyền trong tay, người ta lặn ra công lý, vừa làm tiền dễ dàng với dân. Đó là bản chất của chế độ.